chào các em Cô là Lưu Vân Hôm nay cô lại giảng tiếp bài số 40 Của giáo trình em MF, 60 bài Quyển 2 Bài hôm nay nó liên quan đến là Về quấy rối tình dục Mà cái bài nó nó liên quan đến bài này Bài 40 à, Cái bài này thì là buôn khoe cảm ơn Nước kết tám miền so Cứ còn sân hy đông hi Nếu cô ấy mà cảm giác buôn khoe cảm À, nư kiết tà là nó cảm giác thấy khó chịu thì đó cái đó đấy đó là quấy rối tình dục cái từ sông Hy rong là quấy rối tình dục à, cái bài này nó liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm và quấy rối tình dục của bài 40 này chúng ta sẽ sang từng phần nhé mục tiêu học tập của bài hôm nay là nó liên quan đến là đưa ra lời khuyên sân hi đông về bằng cho ân hà kỳ và, và sân <Song> chu heng e han nghe thế hăn cả nghe từ kỳ à các em nhớ cho cô là từ sân hy rong sân hy rong ở đây là quấy rối tình dục và sân chu heng cũng là quấy rối tình dục nhé hành vi quấy rối tình dục à, đưa ra lời khuyên tránh việc quấy rối tình dục và nghe giảng dạ, về về cái phòng tránh hành vi quấy rối tình dục thì cái từ quấy rối tình dục này nó có từ sân hy rong và sân chu heng là cũng là quấy rối tình dục còn về ngữ pháp hôm nay thì nó liên quan đến là động từ tính từ cùng na cô hà tả là trích dẫn gián tiếp đúng không ạ can chấp hoa bò p trục giác hiền ở đây là rút gọn của đuôi câu trích dẫn gián tiếp còn về từ vựng thì liên quan đến sáng hi đông à, quấy rối tình dục này và sáng hi đông thế cho bằng bọc ở đây là cách giải quyết khi bị quấy rối tình dục còn về phần văn hóa thông tin sáng hi đông ý kè nhom quá chó bòn là liên quan đến khái niệm à, Khái khái niệm về quấy dối tình dục và hình thức xử phạt nhá chó bon ở chó ở đây là hình thức xử phạt đấy là từng mục tiêu một nhá bây giờ chúng ta sẽ sang từng phần một từ vựng một sân Hy rồng sân Hy rồng ở đây quấy dối tình dục thì những cái từ này nhé bul khỏe cảm su chi xìm có bu cảm Sân chất nông đạm, Xin chê chập trục, âm tan bể sỏi, âm lan muốn, tùng nhong rằng, thì bún khoe cam ở đây là khó chịu, không thoải mái, cảm giác thấy không thoải mái, khó chịu, còn đây là cảm thấy xấu hổ, đây là cảm giác muốn khước từ, khước từ, khư, cái từ co bu cam là khước từ, sân chất nông tam là nói đùa liên quan đến giới tính cái này là chạm vào người hoặc và tiếp cơ thể ươm ừ, tan hệ son ở đây là câu đùa tục tiểu nói về những câu nó không hay đúng không ạ ca sưng khả ca sư ca sưng ở đây là ngực đấy đây là những cái câu nói tục tiểu ạ ông lan môn là văn hóa phẩm đồ trị và tôm nhóm sang là những cái video đấy tất cả những cái này những cái từ này nó liên quan đến là sân hi đồng nhá bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp thứ nhất à, động từ cộng động từ tính từ danh từ y tà cộng với nhà cũ hà tà nhà cũ hà tà ở đây là câu trích dẫn nghi vấn là trích dẫn gián tiếp câu nghi vấn gián tiếp nghĩa là hỏi rằng ai đó hỏi là hỏi rằng đấy thì đây là nhà cũ hà tà à, đi với động từ Tính từ cộng nào qua tả còn riêng đối với danh từ thì các em cộng với là y nào cũ hà ta Đó, thì cái cái này thì ta không xác định là không cần quan tâm là có ba chim hay không Mà ta chỉ cần cộng với nếu động tính từ bỏ ta đi Cộng với ta nào cũ hà ta Còn riêng đối với danh từ thì ta cộng thêm y tả Nghĩa là y nào cũ hà ta Đây, ví dụ nhé à, 상담 센터에서 뭐라고 해요? Thế ở trung tâm tư vấn thì đã nói gì? 네, 그 일이 있었는데 기분이 어땠나고 물었어요. À, khi mà có cái việc như vậy, à, vâng, có cái việc như vậy, thì hỏi rằng là tâm trạng bạn như thế nào? Hỏi là tâm trạng như thế nào? Câu số 2, 왜 지금 재미 있었어요? À, liên quan công ty đã vui chắc là vui lắm phải không? Ne grande Si oti cat nào cô muốn nướng saram turi manasoyo có nghĩa là vâng à, đơn tê thế nhưng là nhiều người hỏi rằng là anh Tuấn là đi đâu? À, câu số 3 Aka Barusi hào cô một sân dễ kỳ hết sở Lúc nãy anh đã nói chuyện gì với Baru? thì bạn đã trả lời nên in từng san cắn có nào cũ mùa đỏ bạt sôi anh ý hỏi rằng bảo rằng là ngày mai đi leo núi câu số bốn ở chế huy sĩ huy sĩ kêu tế huy sĩ chiếu hôm qua khi liên hoan công ty thì tâm trạng bạn đã không tốt phải không 내 글은 그 일은 친구에게 이야기했는데 성희롱 아니 하던데요. 아, vâng. Bạn ấy ở cái chuyện bạn có nghĩa là cứ nói cái chuyện ấy, cái chuyện đấy cứ đã nói với cho bạn ấy cái việc đó thì hỏi rằng là là không phải là quấy rối tình dục à? hỏi rằng là không phải quấy rồi tình dục à thì ở đây các em cứ xác định rằng các động từ tính từ các em cộng thẳng là qua tả vào thì nó là hai đó hỏi là bởi vì đây nó là câu nghi vấn gián tiếp mà câu trích dẫn gián tiếp nhưng mà câu nghi vấn hay gọi là câu trích vấn câu trích dẫn gián tiếp câu hỏi hỏi là hỏi rằng là nhá thì ở đây là theo sau động từ tính từ danh từ dùng để chuyển lời trích dẫn lại câu hỏi của người khác đó thì chưa nào để cô làm rất là rõ ràng rồi chúng ta sẽ sang phần ví dụ à, kim chi ca mà xịt xói ố à, kim chi ngon không thì nó sẽ nói là à, a b hỏi a à, xì si ca kim chi mà xịt nào cú heo chị a hỏi là kim chi có ngon không sưng chắc nông ta mừng thế sởi bạn đấy đã đùa cợt về giới tính à sưng chắc nông ta mừng hết nào cú heo đây là cô làm rất là rõ ràng. Phần A này, chuyển ra mũi tên. Tên ra này để các bạn hiểu rằng à cái này mình phải chia ra và cho cái gì vào để nghĩa tiếng việt và nghĩa tiếng việt của cấu trúc này nghĩa như thế nào để các bạn dễ hiểu hơn nhé tiếp ví dụ <laughs> bạn tôi hỏi đêm qua tôi đã đi đâu oppa ca na hạn thế na chung e cứ miết, hứ miết mồm hào cổ gì nào cổ Anh hỏi tôi sau này lớn lên thì muốn làm gì. Chin <laughs> phụ ca cho ý kế ở đấy thế, nào cổ Bạn tôi hỏi rằng hồi nhỏ thì anh có sinh không? Bạn có hồi nhỏ là hỏi tôi là bạn có sinh không? Đấy thì i bọt i bọt i bọt nào Thường thường ấy cái từ 예쁘다 à, có thể dùng là cha nhá. 윤호가 요리에게 ít 친구가 있나고 해요. 요 hỏi đi rằng cô ấy có bạn trai chưa? thì để hỏi rằng trích dẫn gián tiếp câu hỏi của người khác thì ta sẽ sử dụng cấu trúc này được chưa nào? À, tiếp ngữ vẫn còn phần ví dụ cô cho rất là nhiều Của những cái phần mà khó hiểu ấy thì thường thường cô cho khoảng 10 hoặc 12 ví dụ 13 năm ví dụ thường thường các bạn cứ cố gắng dịch hết ví dụ và chúng ta đặt câu thì chúng ta hiểu ngữ pháp chắc hơn nhiều đấy ạ. Bạn Trang Nê Mỹ Yến Yến cực nề nào cô hiểu. Tổ trưởng hỏi là tôi làm xong việc chưa? Kiếng chan bị hè cháy. À bố À chan đi cháy. À bố Cảnh sát hỏi là anh có phải bố của người bị hại không? Thì hề cha là người bị hại nhá. Kiếng chan ý xa con xin cô han sarami nuku nika, à kĩ năng này islam i sa sa con nè xin cô han sarami nuku naku heo cảnh sát hỏi là à cái từ hỏi là người đã trình báo sự việc này cảnh sát hỏi ai nuku là ai trình báo xin cô sa con là cái sự việc nhá nà cô hả ta kết net nà cô hết sờu ở đâu아버지 시 nà cô hello nugu nago hiểu nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Nhìn tranh và liên kết từ cho đúng. Thì ở đây có 3 hình ảnh và ba từ. Thế bây giờ ở đây tranh cái tranh này ca sâm là sẽ là liên quan đến ứng tam kẻ son, nói những lời nói tục tĩu ạ. Còn cái số xa 2 thì liên quan đến âm lan môn là những cái văn hóa đồ trị, còn lại số 3 là xin trên chốc chốc là sờ Rồi đúng, đúng ạ? sờ máu hay là tiếp xúc cơ thể thì người ta gọi xin chê chọc chọc nhá yeah. thường thường ý, cái bài 40 này thì cũng từ trước đến giờ thì hầu như là trong cái đề thi thì cũng chưa cũng 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 cũng, cũng ít có lắm nhưng mà chúng ta việc ta học thì ta vẫn phải học nhá yeah. Còn bài số 2 luyện tập 2 của, của cái bài 2 của luyện tập 1 này thì người ta dùng là người ta bắt mình dùng là quốc ha tả à, và dùng với hoàn thành mẫu theo giống như là mẫu này, dùng cái cấu trúc ngữ pháp để ta sử dụng cái cái ngữ pháp này để hoàn thành giống như cái mẫu câu ở dưới đây. Thế bạn buôn khoe cảm nhận kia sở sang tam center ở giò. Bun khoe ca mến nửa kiệt nào cô Murorbasio ở trung tâm tư vấn ấy thì người ta đã hỏi rằng là bạn cảm giác là hỏi rằng là cảm giác khó chịu đúng không ạ không thoải mái câu số ai ấm tắn phe sơn nứt chả chu hềo thì ở đây sang Tam xin thổi gió ấm tắn phe sơn nứt chả chu ha nào cô hết rồi hỏi rằng là thường xuyên là nói những câu gì tục tiễu đúng ạ? Câu số 3 sân chức nông tam ơn hết sở sân tam xin thời so sân chức nông tam uh, hết nào cô hãy hỏi rằng là uh, luôn hỏi rằng là nói về cái gì? Hỏi rằng ai đó hoặc hỏi rằng là nói về nói đùa về giới tính. Còn câu số 4 sân chức nông uh, uh, so sang tam xin thơ hỏi do. sang xin là văn phòng ưm um la là bô tà là nhìn cái văn hóa đồ trị xem văn hóa đồ trị thì sa xin đấy do ưm la nào cô thì tất cả những cái từ này là những cái phần này dùng ngữ pháp là để ta gì hoàn thành cho câu nhưng cũng đồng thời là chúng ta học lại các gì từ vựng chúng ta đã học nhá một là dùng ngữ pháp này hai là dùng từ vựng để ta hoàn thành đây là cách luyện tập lại ngữ pháp và luyện tập lại từ vựng nhá 4 0부 giữa bạn 과 bạn 다 <놀람> 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요 <놀람> 음. 대화 1. 칸. 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데, 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데, 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만. 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 음, 네, bây giờ nhá. Bởi vì cô cũng bị dạy trên lớp nên là giọng hơi khàn một chút. Các bạn cố gắng nghe nhá. Vì cái c â y thanh quản nó cũng có vấn đề nên nói nó h ô n g trong giọng. À, thì bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn một lần xong cô lại cho nghe đi nghe lại một lần nữa rồi lúc đó cô sẽ dịch nhá khan aka chiến si <laughs> phiếu chấm ít mắn đi ăn chút to đã cơ kê mà đi à xin ha tao cô xin các hệ so hắn dễ kín đế chiến si hoa đơn nê so nà tô cám chắc nô ra sợ cơ đơn nông tam mì ra đúng 성상 대방이 문구 감미나 수지심은 느꼈다면 성희롱이 둔수 있다고 들었어. 정말 그런 의도는 아니었는데 나든 가는 자나 네가 괜찮지만 다른 사람들은 오해할수 있어. 성적농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 그래 이제 한번 40과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. 대화 1 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘기인데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 음, thì bây giờ cái này là giữa bạn Minu và Khan thì Khan là, đúng ạ. Nói là Khan lúc nãy vừa nãy có vẻ cái cái cái, biểu hiện mặt của của bạn Chi Ân ấy là không được vui đâu, không được vui nhỉ? Phiêu Ân, cái từ phiêu cho ngờ là biểu biểu hiện. À, nhưng mà nét mặt vẻ mặt cũng được nhá ăn chốt thật ra không được vui nhỉ tora ra đúng không ạ croquet maria có nghĩa là thế với gì thì đó có thế với nói là như vậy chín han chín ha táo cô sánh các cái so ở đây là nói về do tôi nghĩ là thân nhau à, chúng tôi thất thân nhau nên tôi với nói nhưng nhưng mà bạn gì bạn chi ơn lại cáu nên tôi đã hết hồn hay là tôi đã rất là ngạc nhiên bạn này nói là tôi sợ quá hoặc tôi ngạc nhiên quá hoặc tôi đã thấy hết hồn vì khi nghĩ thân nhau nên mới nói thì hóa ra là bạn chưa này bạn ấy nổi cáo lên mi nói cronte nóng no ta mì đau tô sáng ta ta sang tây bang nghỉ đúng không ạ thì nhưng mà thế nào nhưng dù là câu đùa để khiến đối phương cái sang tây bang là đối phương cho bạn đối phương mình cảm giác nó khó chịu hoặc là xấu hổ thì đấy cũng có thể trở thành là quấy rối tình dục nghe nói rằng là nghe đó nói rằng là đấy cũng có thể là quấy rối tình dục à, bạn Kha nói không Ồ, thật á cron ý đồ. à không tôi không hề có ý đồ đó thì cái cron là đó mà ý tô là ý đồ á ni ở đã không có ý đó mà thì bạn Mino nói là đã nên khan trả na gì cả có nghĩa là tôi ý, thì là biết rõ anh kha đấy ăn khan đấy thế nhưng thì còn thì không sao nhưng đối với người khác tá rơn sa thì nó có thể là hiểu gì hiểu lầm đó ho ô he ha tả là hiểu lầm ờ, và ta có thể cái nói đùa, xong trước chúng ta nói đùa về giới tính thì nó là vấn đề nhạy cảm mà lại ye min ha tả ở đây nó là nhạy cảm, mun che là vấn đề hoặc là vấn đề nhạy cảm mà. Thì bạn Kha nói là Ồ, sau này tôi nhất định sẽ phải cẩn thận hơn mới được. apro là sau này trở đi ý. nhất định thật sự hoặc nhất định tôi phải cẩn thận hơn, cẩn thận hơn mới được Nhá yeah. 아나냐 40과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. 대화 1. 칸. 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 네, ừ, nha, đấy là chúng ta sẽ xong phần hội thoại. Một chúng ta sẽ sang phần từ vựng 2. À đây là những cái phương pháp 음, đối phó về những cái phương pháp để để ngăn ngừa đối phó với quấy rối tình dục. À thế thì bây giờ cái này nhá. Ka he cha, ka he cha ở đây là thủ phạm. Pi he cha là người bị hại. Chứng cỏ là chứng cứ chứng nghìn là nhân chứng sân bọp chuề là tội phạm tình dục ơi xa rân phó hà tả là thể hiện suy nghĩ xin cô hà tả là khai báo cáng nhô hà tả là cưỡng ép vô hà tả là yêu cầu vô ni ích chú tả là gây bất lợi cho người khác gây hại cho người khác thì tất cả những cái từ này nó liên quan những cái phương pháp cách đối phó với quấy rối tình dục Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp thứ hai. Ngữ pháp thứ hai ở đây nó là một cái đuôi gì rút gọn hình thức rút gọn của ngữ pháp gián tiếp. Các em nhớ cho cô là đuôi câu rút gọn gián tiếp gồm có bốn đuôi câu. Thế nhưng chúng ta sẽ có những đuôi câu chúng ta sẽ cái và riêng phần ngữ pháp hai này nó sẽ rút gọn lại. À, bình thường là tào cô hà tả, sau một ư ra cô hà tả, chào cô hà tả cô hà tả đúng không ạ thì nó sẽ chuyển đổi thành là téo ừ réo chéo nhèo thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tính nữa chúng ta sẽ quay lại là dịch cái Cánh... cái okay, phần ví dụ xong bây giờ trước mắt chúng ta sẽ sang phần chia của thành bốn đuôi câu này đã nhé hình thức rút gọn này đây cô làm rất là rõ ràng à, hình thức rút gián tiếp thông thường nếu như bình thường trần... câu trần thuật gián tiếp thì nó sẽ là động từ tính từ cộng tá cô ha tả đúng không ạ thì nếu rút gọn thành động từ tính từ cộng tèo còn đôi câu mệnh lệnh gián tiếp thì động từ cộng ư rào cô ha tả và động từ cộng ư tèo rút gọn lại câu nghi vấn thì là nhà cô ha tả thành neo còn đôi câu thỉnh dụ gián tiếp thì sẽ chào cô ha ta. hãy cùng làm cái gì đó hỏi rằng là đúng không ạ hãy thì ở đây sẽ dùng chèo thì đây là cái hình thức gián tiếp thông thường và đây là hình thức rút gọn đúng không nào thì nó rút gọn lại thì chúng ta phải hiểu rằng là khi cái đuôi câu này các em phải nhớ lưu ý các em sẽ hay bị nhầm lẫn lắm rất là hay bị nhầm lẫn giữa bốn cái đuôi câu gián tiếp à, đuôi câu trần thuật hay gọi là câu kể đuôi câu mệnh lệnh rồi đuôi câu nghi vấn và đuôi câu thỉnh dụ đúng ạ? Thì nó đây là đuôi câu thông thường chúng ta học vào hôm nay ngữ pháp thứ hai, chúng ta sẽ học sang là đuôi câu là trích dẫn gián tiếp nhưng mà rút gọn lại thì cái từ can chọc hoa bóp bế chụp đặc hiểu là hình thức rút gọn nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần ví dụ. Ôn hưng chừng nhờ kê mô tu thà chám khăn tèo. Thế thì bây giờ nếu như hắn tèo thì nó là hôm nay nghe nói là hôm nay tất cả phải tham gia phải không? Buổi tối hôm nay nghe nói là tất buổi tối hôm nay tất cả phải tham gia phải không? Thì bạn nói Kim quay trăng ni mân, ý đi, ý so so, một một ô xin tèo có nghĩa là anh quảng đốc kim ý, phó giám đốc kim nói rằng là có nhiều họ có việc nên là nói nói rằng là là không thể đến được câu số 2 sushi ga mùa đều anh sushi này thì nói là làm gì À, bảo là, hãy làm gì sân tam center ca so sáng tám ơn bát tân có đèo có nghĩa là nói rằng là ở trung tâm tư vấn thì nói hỏi rằng là gì đấy ạ hãy gì hãy nhận tư vấn đi đến trung tâm tư vấn hãy nhận tư vấn còn câu số ba là khoa trang nim kế trò morocco mắn sương hà sơn quản đốc nói là đã nói là cái gì iban chomade tanh tan học hê đơn hà chếo quản đốc nói rằng là cuối tuần này sẽ đại hội À, công ty hệ đại, đại hội công đoàn nói rằng hãy đội đại hội công đoàn ta nói tên là đại hội công đoàn nhé còn câu số 4 sang tâm xin thơ ý do một rào cổ hiếu ở trung tâm tư vấn thì đã nói ra đã nói cái gì chúng con chứng nghi nếu hỏi rằng là có chứng cứ không à, hỏi có nhân chứng và chứng cứ không hỏi rằng nhé thì ở đây các em nhớ cho cô này nếu như tao cô chuyển theo ừ rào cô ừ và chào cô thành treo và bạn냐고 thành là nèo được chưa nào bây giờ chúng ta sẽ sang phần từng ví dụ một nhá ví dụ ở đây vân si ca chỉ gươm sục chế đơn hăn tàu cô hiểu chị vân là nói thế nào ờ nói là đang làm bài tập nói là đang làm bài tập à, ibu ca dù chưm chó mân sa hắn thế in cu ca mắn tào cô hiểu cái người gì cái người diễn viên nghe nói diễn viên này dạo gần đây nổi tiếng với giới trẻ chó mân sa đam là những người trẻ nhé hân thê nó là đối với tác động đến ai đối với ai nhé asika trẻ cân ikrao heo thì nói là asika trẻ cân anh nói là hãy đọc sách đi thì tất cả những cái tào cô này chuyển thành hàn tè đúng không ạ tào cô thành mân tè còn ikre thì chuyển thành là ikrao thành là ikre nhá em cứ nhớ cho cô bốn cái đuôi câu gián tiếp ý thì dùng như thế nào thì các bạn phải hiểu à, kim chi ca mắt xịt sợi à, ô chị ca kim chi ca nhá cô hiểu ca kim chi ca mắt nhiều bình thường hỏi là anh ấy hỏi là kim chi cay à kim chi ngon phải không ở dưới này hỏi là kim chi ngon phải không thì anh kia nói là à, hỏi rằng thì ở đây là một đuôi câu bình thường Bình thường là kim chi cay phải không thì anh kia trích dẫn gián tiếp của người a thì là anh a anh hỏi là kim chi cay phải không và rút gọn của cái đuôi câu hỏi này mát xít nhiều đầu tiên là bình thường nhá câu hỏi một người nói nhưng mà trích lại câu gián tiếp của người a này thì thành là nha cô còn rút gọn của đuôi câu này thành nhiều si ở tia do san o sun san su ít nha cô hiểu si nâng ở do san San ở sun san su ít nhiều. Mi Sun hỏi có thể mua quần áo rẻ ở đâu? Đúng không ạ? San os... là quần áo rẻ. San su ít nhiều hỏi rằng là có thể mua. Sơ sinh niêm kê so ý bận chủ mà đây phổ thông cô so ha cô hiểu. Cô giáo hỏi rằng là thế nào? Tuần này có cuối tuần này là phải thế nào? Nộp gì? Phải nộp báo cáo vào cuối tuần này. Hỏi rằng giáo viên bảo hãy nộp báo cáo vào cuối tuần này nhá che chun ha ta là nộp đấy ạ còn bố cô so là báo cáo chu man là cuối tuần chưa nào thì cái phần này là nói có hỏi rút gọn lại nhá hãy dòng hoa rừng cả chi bố cha Ờ, dòng hoa rừng cả chi cha cô heo bằng dòng hoa rừng cả chi bố anh ý rủ là cùng đi xem phim đấy đi ăn xi mì đi 란시가 민수지 집들이 전모는 같이 사자고 해요. 네, 란시가 민수지 집에 집들이 sa 같이 lan, -si, -e, lan rủ tôi cùng mua quần áo tân gia cho Minsoo. Mua quà nhá, mua quà gọi là son mu là quà tặng. Chip tôi đi là tiệc tân gia. Hung xin ơn mì chi hai chéo. rủ tôi cùng ăn ở bên ngoài với cậu. Huy xích là liên hoan nhưng có huy xích này còn một nghĩa nữa là ăn ở bên ngoài thì gọi là huê xích có thể mình đi liên hoan công ty thì mình nói là huê xích là liên hoan công ty còn nếu mình ăn ở bên ngoài mình dùng là huê xích cũng được nhé bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập luyện tập 2 cái bài một của luyện tập 2 em sẽ sử dụng tranh và liên kết từ cho đúng thì ở đây thì Kangyo, yo ha tả xin tả và Uisarun, sa thì ở đây hachima là biểu hiện đúng không biểu hiện của cái biểu, biểu biểu bản thân mình này câu số 2 là cô hà tà còn lại câu số 3 là kang yo hà tà là cưỡng chế cưỡng ép kang yo hà còn phần là luyện cái phần này là sử dụng hình thức rút gọn của những đôi câu gián tiếp để hoàn thành câu trong giống như là mẫu câu thì ở đây thì sẽ là chiếu gì nấy hiểu có đúng không ạ hay là à, chi <laughs> hôn si ca cá chi chờ nhược mực chè ở trên mực cấp si ta thì mực chèo còn ở đây có rẻ đúng ạ nên chống miến trích ô xeo thì chuyển thành là nên chống miến <laughs> trích nào đều ở đi ở hàn quốc có đơn bèo sở chi hôn si nên ở đi ở hàn quốc có đơn bèo nè cô đây là câu hỏi đúng ạ còn đây là đôi câu gì dù dê còn đôi câu này là đuôi câu này là đuôi câu, câu gì nói rằng có đây đúng ạ còn quan trọng nhất là các bạn phải hiểu được bốn đôi câu này thì nó có hình thức như nào thì các bạn phải biết được hình thức trần thuận này thỉnh dụ này đôi câu hỏi này và đôi câu thỉnh dụ là đôi câu rể dơ rủ dê đó ạ đôi câu gián tiếp thì là nói rằng đúng không nói rằng này rồi hỏi rằng rồi là hãy nói rằng hãy Đấy thì nó có bốn đôi câu chúng ta phải lưu ý nhá. Nên cái phần chia của cái phần trước ấy, cái phần sang ngữ pháp 2 cô đã chia ra rồi. Các bạn phải nhớ học thuộc lòng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hội thoại. Nói chung cái bài này bài 40 ấy thì cô vẫn nói là bài 40 từ trước đến giờ là khi mà thi thì cũng hầu như là chưa có có một cái bà chưa có hình như chưa có đề, đề nào nó chưa có năm nào bị dính vào trong cái bài 40 này không biết là cô không nhớ là cái cái đợt thi tháng tháng 7 vừa rồi ấy, thì không biết có không nhưng cô không nhớ tháng 6 tháng 7 vừa rồi cô không nhớ nhưng mà các kỳ từ năm 2016, 17, 18, 19 là không có cái câu đó chưa chưa có lắm đâu nhưng mà không biết lần này như thế nào thì các bạn cũng phải cố gắng học đến bài này cô giảng thì nó cũng sẽ 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 nhanh hơn à, giảng không không giảng kỹ như những các bài khác đấy nhá thế là cô cũng phải nói trước với các bạn như vậy nhá à, uh, thì bây giờ nhé ở đây và các nhân cha là người giảng giảng ở đây cái bài này nó liên quan đến giảng về nói về quấy rối tình dục thì ở đây cô cho các bạn nghe lại nhé. 대화 2. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. 이러한 관계 thế 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. 음. 얼마 <laughs> 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. 이러한 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될수 있다는 사실, 반드시 기억하시기 바랍니다. 응. ở đây là cái người giảng về nói về nó những cái biện pháp và để để gì ngăn chặn những quấy rối tình dục nhá các em cứ nhớ cho tôi cô là cái quấy rối tình dục nó có từ song hi rong và từ song chu heng là hai từ đấy là một được chưa nào bây giờ cô sẽ đọc một lần cho các bạn nhé chiếc trang này do bán sách hà nơn song hi <laughs> rong ấn ca trúc thế do 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것은 문명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건 정확하게 기록해 두고 성증거를확보 하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄 피해자도 가해자도 될수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. Thế ở đây n g 에서생하는 quấy rối tình dục ở xảy ra ở nơi làm việc ấy thì phần lớn nhá sang nghe đông là quấy rối tình dục te bu bu là phần lớn hoặc đại đa phần là chúng ta có những cái thái độ coi đồng nghiệp như là gia đình kha chốc cho đồng thế tôi sao bắt đầu từ cái việc thái độ ở à, coi cái đồng nghiệp với thái, độ như gia đình ý. cái thôi như thái độ coi đồng nghiệp là như gia đình 아, 이런 관계 속에서 너무 변하게 이야기를 하거나 thì nếu mà trong cái mối quan hệ ấy, và trong cái mối quan hệ và như vậy ấy, thì nói chuyện là quá thoải mái hoặc là đụng chạm thân thể thì cái đấy cái trường hợp như vậy thì cũng có thể là là gì? Nhiều trường hợp có thể bị quy là tội quấy rối tình dục nhá. Yeah. Uh, uh, và ba nghe hành tông vì cái hành động của đối phương như vậy ấy, thì là ta cũng cảm giác cho cái người đối phương mình như thế nào cảm giác là khó chịu à, thì mình phải có cái sự gì đấy và sang tây ba nghề hành tông để một người và đối với về cái hành động mà của đối phương mình ấy cảm giác hơi khó chịu không thoải mái do cái đối phương mình ấy thì mình phải bạn phải tỏ ra cái thái độ rõ ràng và biểu hiện phải phải biểu biểu hiện phải tỏ ra được cái thái độ biểu hiện rõ ràng À, thêm vào đó nữa là trong cái quấy rối những cái trường hợp mà bị bạo hành hay là quấy dối tình dục ấy, khi mà gặp những trường hợp như vậy ấy, thì chúng ta phải ghi chép, ghi đốc là ghi chép, ghi chép lại à, những việc chính xác, à, chính xác, ghi phép sự việc chính xác và phải bảo quản chúng cẩn thận Đấy, là tốt. Nghĩa là khi mà có những hành động như vậy thì mình phải ghi chép lại và những cái chứng cứ ghi chép lại. Đấy. Và còn đối với chúng ta thì bất kể là xin mọi người phải nhớ là một điều nhất định phải nhớ là một điều là chúng ta hoàn toàn là có thể là người là hay cha là bị bị hại và cũng có thể là người bị hại và người gây hại Đấy, nên chúng ta phải nhớ đây là cái căng nhân tra là cái người giảm về cái vấn đề về dối tình dục có thể là chúng ta là trong tất cả chúng ta đều có thể là người bị hại và cũng có thể là người gì người có nguy cơ trở thành nạn nhân hay là cũng là người, quấy dối tình dục đấy nên cô thường thường cái phần này ý, cái bài này nói là trong công xưởng hay trong trong nơi làm việc là cái vấn đề xuất phát từ cái thái độ coi đồng nghiệp như là trong gia đình và nói chuyện một cách dễ dãi quá hoặc tiếp xúc thân thể cơ thể như vậy thì người ta cũng coi như đấy nó là một quấy rối tình dục đấy ạ nhá Đấy chưa nào đấy là cái phần ngồi dạy hai thế bây giờ chúng ta sẽ nghe phần em topic tất kỳ nhá ở đây câu 1 và câu 3 từ 1 đến 2 đến 3 nó là liên quan đến nhìn tranh và lựa chọn đáp án đúng. Thì câu số 1 hỏi người này là ai? Câu số 2 là người này bây giờ đang làm gì? Câu số 3 là người này bây giờ là đang làm cái gì? Thì chúng ta nhìn hình ảnh thì ta sẽ nghe và lựa chọn đáp án nhé. 40 quả EPS topic 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이 사람은 누구입니까? 1. 증인입니다. 2. 증거입니다. 3. 피해자입니다. 4. 가해자입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 음란물을 보고 있습니다. 2. 동영상을 보고 있습니다. 3. 성적 농담을 하고 있습니다. 4. 신체 접촉을 하고 있습니다. 3번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 강요하고 있습니다. 2. 신고하고 있습니다. 3. 요구하고 있습니다. 4. 표현하고 있습니다. 40과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번, 이 사람은 누구입니까? 1. 증인입니다. 2. 증거입니다. 3. 피해자입니다. 4. 피해자라는 가해자입니다. 2, 번이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 음란물을 보고 있습니다. 음, 2. 란이나 반화도 지동영상을 보고 있습니다. 3. 성적 농담을 하고 있습니다. 성적 농담. 4.

요구하고 있습니다. 요구. 4. 표현하고 있습니다. 표현. Thế ở đây chắc chắn là phải là đáp án số 2 là đang khai báo đúng không ạ? Đấy, chúng ta muốn nghe đi nghe lại thì chúng ta cố cố gắng phần nghe này các em sẽ nghe 5 lần. Cứ nghe đi nghe lại 5 lần và xong cái, cái giáo trình dùng với cái giáo trình nhá. Bởi vì là trong giáo trình ý, nếu các bạn học với cái phần YouTube của cô bắt buộc là có giáo trình thì chúng ta học nó với có hiệu quả, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 4, câu 5. Người đàn ông này đang nói về nghe một câu chuyện nha và lựa chọn đáp án của hai câu hỏi. À, Iyaki hanai yaki rin dut ko tu ke Thì nghe một câu chuyện này thì ta phải lựa chọn đáp án câu hỏi 4 và câu hỏi 5. Câu hỏi 4 là người đàn ông này đang nói về cái gì? nắm cha, mo là gì te he là về. Iyaki là nói. Ha ko it sumni ka là đang nói về cái gì? Một là nói về chủng loại quấy rối tình dục hai là cái phương pháp đối phó đối phó quấy dối tình dục ba là phương pháp khai báo quấy dối tình dục và phương pháp là xử lý đúng không ạ à, cái, cái đáp án hai là xử phạt còn đáp án bốn là phương pháp đối phó đáp án hai là xử phạt nhé thế thì bây giờ nghe xem đang nói về cái gì còn câu số năm thì người ta sẽ nói là người đàn ông này thì thế nào cái mà người đàn ông này không nói chuyện về cái chứng cứ bằng cái chứng cứ là cái gì Nghĩa là trong bốn cái này cái nào là không phải chứng cứ khi người đàn ông này nói. Bởi vì cái chi ảnh nơn má, Iyaki hai chèn là không nói đến ảnh này, thư này, ghi âm này và ngày tháng. Thế bây giờ chúng ta bắt buộc phải nghe xem là người đàn ông này nói về cái gì trong bốn đáp án này. Và cái mà người đàn ông này không nói đến chứng cứ trong bốn cái chứng cứ này là cái nào? Một trong ba, một trong bốn cái chứng cứ này là chứng cứ nào là đáp án chính xác nhé. Cô cho nghe. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고, 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. À, thế bây giờ các bạn nếu như trong cái này thì các em câu năm thì dễ sa chin này có này nộp cơm ghi âm có này nan trang ngày tháng có nhưng chắc chắn là đáp án số 2 này là không có trong cái đoạn này chúng ta chỉ cần đọc câu hỏi thôi ta cũng chọn được đáp án hai rồi thế còn cái câu này thì chúng ta phải nghe là nói về chủng loại hay là băng bóp hay là đây là chủng loại này phương pháp này uh, xử phạt hay là đối phó 아, 4 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의, 개의 질문에 해. 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는. 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 아, 그 증명할 수 하... 있는 증거를 모으십시오 중라인, 그 증거 사진을 찍거나 노... 아, 녹음을 하시고. 녹음을 녹음을 날짜와 시간. 아, 자, ngày, 장소 등을 정확하게 써 놓아야 합니다. và để ghi rõ địa ghi này là gì trang hoa kê là phải ghi và chính xác ngày tháng này thời gian này à, ảnh này và ghi âm thế thì đương nhiên nếu như cái này thì ta phải chọn là đáp án số mấy số 4 bởi vì là đây là nó về cái phương pháp đối phó với quấy giới tình dục được chưa nào à, thế bây giờ cô sẽ cho nghe lại một lần nữa 4에서 5번. 내가 꼭이 nghe các bạn n 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. khi mà nó nói một loạt những cái này ấ y nó chắc chắn là k h À, nghe câu này người ta nói là nếu như mà nói khó thì chúng ta có những cái phương pháp đó là gì? Mình phải phải ghi này rồi chính xác lại là ví dụ như ảnh này, chụp ảnh này, ghi âm này à, và ngày tháng và thời gian và điểm phải chính xác thì chắc chắn nó phải là đáp án 4 rồi, cái này là đáp án số 2 là cái không nói đến nhá. Được chưa nào? Đấy là cái phần nghe nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần iky là phần đọc. Phần đọc ở đây thì nhìn tranh ta sẽ chọn đáp án đúng không ạ? Thế chương in là là nhân chứng chứng cơ là chứng cớ và ca he cha là người người gì người gây hại còn phi he cha là người bị hại ở đây ta chọn đáp án số 2 câu số 2 này kiếng chan xin cô là đang gì đang báo cảnh sát đáp án 2 là đang nói về giới tính nói đùa về giới tính đáp án 3 là biểu hiện rõ ràng của bản thân đáp án 4 là gì đã gây hại bua chứ còn để cây làm gây hại gây bất lợi bất hại cho nhân viên cấp dưới thì ở đây ta chọn đáp án 3 được chưa còn lại phần bông có ba câu 4 người ta bảo mình lựa chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống ờ, thế thì bây giờ thì là cái này nó là điền vào chỗ trống về dịch là sông bom chê nó là cái tội phạm tình dục đúng không ạ còn kiêng bom chê là tội phạm về cái sông bom chê là tội phạm tình dục và kiêng bom chê là 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 phạm tội còn kiêu thông ủy ban là vi phạm giao thông và buôn bóp chê điêu là lưu trú bất hợp pháp thế bây giờ ở đây các em nhìn ở đây xin chê chọc chọc ý nhá sân chắc ấn nó tông hành tông đô sáng tế ba ngân buôn quê hà hà nân còn khuyên chán một gì chỉ có nghĩa là người ta nói là à, đối với những cái gì đây xin chê chấp chốc ý na chân chắc ấn nông nghề hình tông ở đô thì nếu như để nói gây cảm giác với đối phương với những hành động như là những lời nói đùa về giới tính hoặc là tiếp xúc tiếp xúc thân thể ấy, thì đấy nó là một cái lý lỗi sai lớn. Nếu vậy thì cái đó thì chúng ta phải thế nào? Thì vậy cho cái đáp án nào vào? He tăng hai nên hành động đó là cái hành động gì đây ạ? Ừ sai lớn đúng không ạ? Thì chúng ta phải là gì? Hành động đó là bị coi là đáp án số. Bởi vì mình các em sẽ nhìn từ xin chê chộp chọc và xong chất còn non thì sẽ liên quan đến sống bông chê là cái tội phạm tình dục nhá đó tiếp câu số 4 người ta bảo mình là cái đúng với để, cái đúng để vào cái chỗ trống là cái gì một là căng nhô hạ miên nếu như là cưỡng chế hai nếu mà đăng ký ba là nếu mà khai báo và bốn là nếu mà biểu hiện thì bây giờ ở đây nó suzuki che yopê án chưa seo đấy là chị suzu ơi à, Sudo hãy ngồi cạnh tôi đi Minju nói ý đơn co chích trang nghe sáng nghi đông nghe hé tăng hà nên co ăn à đã ăn chiếu có nghe bạn ấy bảo là <laughs> uh, bạn Sudo thì nói là bạn Shuru, chị Sudo ơi ngồi ngồi cạnh tôi đi thì bạn ca nói ăn bạn bạn min bạn kia đã nói là min idon đó thì là nói như vậy là đó đó thế có đấy anh có biết đó là cái hành động quấy rối tình dục ở nơi làm việc không thì ở đây ta phải chọn là đáp án gì ở đây ta sẽ chọn đáp án số 1 càng nhiều nếu như anh mà càng cưỡng chế anh cố tình và và coi và như vậy những hành động mà cưỡng chế như vậy thì đấy nó là hành động quấy rối tình dục anh có biết không anh có hiểu không an chiếu được chưa đấy nhá bây giờ tiếp đến câu số 5 câu số 5 này thì người ta nói là à cái mà đúng để điền vào chữ K chỗ trống này ở đây một check in là trách nhiệm chứng cơ là chứng cớ, bun ích là bất hại, bất lợi và bun khoe cam là cảm giác là khó chịu, à, không thoải mái. Thế bây giờ ở đây thì xem là chích trang nè, sở nghề đồng ngân thì người ta nói là quấy rối tình dục ở nơi làm việc ấy thì là nó là thế nào trích trang sáng xa ca trích trang nè, chi huy ý nhông ha có quán liên hai tá rưng cùng lô OK. Kê, kê, thì bây giờ cô sẽ dịch hết ra xong rồi cô chỉ từng câu cho các bạn nhé Quấy rối nơi tình dục là nó hành vi thì Hành vi cấp trên và cấp dưới Những người mà cấp vi cấp trên lợi dụng địa vị của công ty Để làm một mối quan hệ quấy rối tình dục Thì ở đây trích trang nè, chi huy Chi uy là hành là gì đây Trích trang sang cha là cấp trên Đúng không ạ, sang cha là cấp trên Và những hành quy dùng cái quyền lợi địa vị Dùng cái hành vi cấp trên và cái địa vị đến công ty họ gây lại những cái mối quan hệ trong công việc mà có những hành động như vậy đúng không ạ? Và lời nói, nói những cái lời nói mà à uh, sân trước online những lời nói dâm ô hoặc là tục tĩu ấy à mà để làm cho cái việc mà để làm cho người ta cảm giác là không thoải mái hoặc thấy xấu hổ. Đó, Thì ngoài ra đó uh, cô vào hoặc ngoài ra đó. Ngoài ra đó còn có những cái hành động gây ra uh, gây ra là như thế nào đây? Và uh, trách nhiệm này chứng cứ này bất lợi đúng không ạ thì gây ra cái bất lợi cho người khác gây cho bác bất lợi cho những cái cái vấn đề là ngoài ra thì còn có những gây ra những đưa ra những cái bất bất lợi thì đấy cái việc đấy thì người ta nói là thế nào không đáp ứng yêu cầu đó thì nó liên quan đến quấy rối tình dục thì ở đây là buôn nghĩ nhá thì bởi vì là chúng ta phải hiểu rằng là khi ở nơi làm việc ấy thì nhiều những cái giám đốc hoặc những cái tổ trưởng người ta lợi dụng những cái cấp trên ở cái vị trí để địa vị trong công ty và những mối quan hệ trong công việc mà có những cái hành động lời nói tục tiễu này dâm ô đối với những người lao động gây cho người ta những cái cảm giác là khó chịu và xấu hổ à, thì những cái hành động đấy thì ngoài đó ra còn gây ra những cái hành động là gây bất lợi bất hại bất lợi cho người khác cho người lao động vì lý do đó mà không đáp ứng được cái 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 yêu cầu liên quan đến tình dục đấy thì đấy là phải là đáp án số 3 được chưa nào? Check in là trách nhiệm, chứng cơ là chứng cứ, bất lợi và cảm giác không thoải mái. Thì chúng ta phải lưu ý là những cái phần bắt đầu từ cái quyển 31, quyển 2 bài 31 đọc cô đã dịch hết rồi, nhưng chúng ta phải cố gắng rằng chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ dịch từng phần lắp ráp ở đây vào cũng như cái phần văn hóa thông tin cũng vậy nhá. Được chưa nào? Còn về phần phần văn hóa thông tin thì khái niệm về cái hình hành vi xử phạt đối với quấy rối tình dục thì đây cô sẽ dịch ra rồi thì các bạn về các bạn sẽ đọc vừa đọc này chúng ta sẽ xem clip vừa đọc và lắp ráp từng cái phần bộ phận vào và ví dụ chủ ngữ vị ngữ như nào được chưa cái bài này thì cô sẽ giảng nó nhanh hơn vì trong cái vấn đề là trong đề thi thì nó cũng ít khi nó cho vào nên cô giảng nó lướt qua hơn nhé đó, còn về, về giáo trình thì cô vẫn là có bảy quyển đó để các bạn lưu ý là cố gắng là là học cho tốt nếu cần nào, nào muốn giáo trình thì sẽ điện thoại cho cô và ở trên nhắn tin trên Facebook hoặc điện thoại bằng số điện thoại của cô trực tiếp thì cô sẽ uh, giải thích và cần vấn đề gì thì cũng gọi cho cô nhé. Với quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng học tốt. Uh, học trên YouTube thì nó cũng không thể được như tương tác trực tiếp nhưng mà cũng có phần nào để góp phần vào cái việc mình học nhá. Khi mà mình không có thời gian đến trung tâm mình sẽ học trên YouTube và học trên YouTube xong rồi khi nào ôn có có còn những cái lịch thi ấy, khi tới đây có lịch thi chúng ta sẽ đến các trung tâm chúng ta ôn và luyện đề thì kiến thức chúng ta sẽ chắc hơn và thi sẽ tốt hơn và chúng ta cố gắng là chia sẻ bài cho cô nhé và đóng góp ý kiến cho cô bài 40 này thì cô giảng thì nó mang tính chất là giảng nó nhanh hơn giảng không được kỹ bởi vì bài 40 này thì cô vẫn nói là từ trước đến giờ là cái bài 40 này ít khi mà khi đề thi nó vào nên cô giảng nó nhanh hơn và lướt qua nhanh nhé còn bắt đầu từ bài 41 thì cô sẽ giảng kỹ hơn được chưa nào thế là đến bà đến đây là bài 41 cô giảng là kết thúc và cô xin chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em vào bài 40 bài 40 cô giảng xong là thì cô hẹn tạm biệt các em và đến bài 41 thì cô sẽ giảng kỹ và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phần đấu học tập cho tốt nhé